là Lễ Khánh Thành thì sao? Hãy subscribe.
lên cái gì? Thôi để gì đây, sách gọn rồi. Thank you.
bên trên, từ hướng thành phố Sa Đéc Lai Dung chạy về hướng thị trấn Lấp Giò, Lấp Giò Nhập Lóng, là mình sẽ thấy hai cái cua lớn, thì nó sẽ có cái bảng chỉ dẫn là